Kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, những câu hỏi kiểu như làm sao để trở nên giàu có, liệu đó có phải chỉ là vận may? Hay những người giàu nắm bắt được những bí quyết nào đó mà chúng ta không biết? Thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của những người khao khát làm giàu. Tuy nhiên, hành trình đi tìm đáp án cho những câu hỏi ấy lại không mấy dễ dàng, nên chúng ta không chịu tìm hiểu về lối sống của người giàu. Trong cuộc sống này, nếu muốn làm giàu, bạn nhất định phải là người sống có nguyên tắc. Tư duy làm giàu kiếm tiền của bạn ra sao tùy thuộc vào cách suy nghĩ và làm việc thiết thực. Điều làm nên cuộc đời khác biệt giữa người giàu và người nghèo cũng là ở điểm này. Người giàu sống vô cùng nguyên tắc, còn người nghèo lại chẳng mảy may để ý tới những điều đó. Vậy bạn đã từng được nghe những quy tắc kiếm tiền độc nhất vô nhị của người giàu hay chưa? Bạn thấy mình đã và đang áp dụng được bao nhiêu điều học hỏi được từ những người thành công rồi? Đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công để cùng xem rằng đó là những nguyên tắc làm giàu thần thánh nào các bạn nhé! Bí quyết kiếm tiền đầu tiên mà người giàu áp dụng chính là nguyên tắc bỏ ra. Bản chất của bỏ ra đó là giải quyết vấn đề cho người khác. Khi giải quyết được cho người khác vấn đề nào đó, bạn mới đạt được cái gọi là lợi mình lợi người. Nếu tỉ mẩn quan sát, bạn sẽ phát hiện ra tất cả những người thành công đều sở hữu cho mình tư duy văn hóa bỏ ra. Trên nền tảng TikTok, một vị giáo sư về tài chính đã đưa ra một ví dụ rất thú vị về tiền bạc rằng người giàu xem tiền như hạt giống, mùa xuân họ gieo trồng, mùa thu họ sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Trong khi người nghèo lại xem tiền như bỏng ngô, bang một phát ra một đống, rồi sau đó ăn hết. Gieo trồng chính là văn hóa bỏ ra, mặc dù khi gieo trồng, bạn cũng không thể biết được bao giờ mới hái được quả. Nhưng chỉ khi không ngừng gieo hạt, bạn ít nhất mới có thể biết được đại khái. Có rất nhiều người vì không biết sẽ có được cái gì nên không muốn gieo trồng. Càng chỉ muốn xem hạt giống là ngô rồi đem đi nổ thành bỏng rồi ăn cho vui mồm. Suy cho cùng chẳng phải cũng chỉ là sợ khổ, sợ thiệt thôi ư? Bí kíp làm giàu thứ hai mà không phải ai cũng biết của người thành công, nguyên tắc mục tiêu. Bạn biết không, đáng sợ hơn cả không nỗ lực đó là nỗ lực mà không có mục tiêu. 80% mọi người không thể sống một cuộc sống tốt hơn, phần lớn đều tới từ việc không có mục tiêu. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ, cũng giống như văn hóa bỏ ra vậy. Bạn không thể cứ tùy tiện đâm đầu vào làm cái gì đó mà không biết là làm để làm gì. Chỉ khi có mục tiêu và phương hướng, sự bỏ ra của bạn mới có giá trị. Trên thực tế, người có mục tiêu rõ ràng lại chẳng được bao người. Đây chính là cái bẫy của sự nỗ lực và chăm chỉ không đem lại hiệu quả. Mục tiêu giống như ngọn hải đăng trên biển vậy. Không có phương hướng thì làm sao tới được đất liền. Không có mục tiêu, mọi nỗ lực cuối cùng rồi cũng sẽ chỉ như cánh hoa mỏng manh trên mặt nước. Chỉ cần nước lăn tăn nhẹ một chút thôi, cánh hoa cũng sẽ có thể trôi dạt đi bất cứ đâu, không rõ đích đến. Nếu chỉ để ước mơ và dự định nằm trong suy nghĩ, thì có khi đến hết đời, chúng ta cũng chẳng thể có được điều gì cả các bạn ạ. Muốn biến ước mơ thành hiện thực, thì chúng ta nhất định phải nỗ lực thực hiện chúng bằng hành động. Do đó, nguyên tắc hành động là bí quyết làm giàu thứ ba không thể bỏ qua của những người thành công. Biết mà làm được ngay thì mới có ý nghĩa. Biết nhưng không làm, trông thì có vẻ như là vấn đề về năng lực, nhưng về mặt bản chất, nó lại là vấn đề của mục tiêu. Nếu nói khoảng cách giữa biết và làm là 1 km, vậy thì từ làm được cho tới mục tiêu là 100 km. Từ mục tiêu cho tới hoàn thành mục tiêu lại là 1.000 km. Chúng ta thường xuyên nghe thấy rằng, đạo lý biết thì rất nhiều, nhưng vẫn không sống tốt được một đời. Vậy thì tại sao biết nhưng vẫn không làm được? Trên thực tế, tất cả những cái mà bạn cho là mình biết, phần lớn đều chỉ là đi được 1 km. Người biết thực sự sẽ phá vỡ 1 km ấy để tiếp tục đi nốt 100 km, 1.000 km tiếp theo. Bởi lẽ thứ để đo lường cái biết đó của bạn chỉ có thể là hành động. Nhưng hành động lại cần phải được thiết lập trên một cơ sở mục tiêu nhất định. Hành động mà thiếu đi sự ủng hộ của mục tiêu, vậy thì nó cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nếu cứ sống mà suy nghĩ rối ren về trăm ngàn điều trên cuộc đời này, thì chúng ta rất khó để sống thoải mái, chứ chưa nói đến việc tạo nên được thành tựu để đời, đúng không các bạn?
Vì thế, người giàu luôn biết cách khiến cuộc sống của họ trở nên nhẹ nhàng hơn chút nào hay chút đó bằng nguyên tắc đơn giản. Điều quan trọng chúng ta cần làm là nắm vững cái bản chất, làm sao để đơn giản hóa những điều phức tạp. Đơn giản, trông thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, có hơn 80% người không biết bản chất của đơn giản nằm ở đâu. Đơn giản nghĩa là có thể nhìn thấu hiện tượng, nắm bắt bản chất của sự vật, biến điều phức tạp thành giản đơn, cuối cùng giải quyết vấn đề với ít quy trình nhất có thể. Bạn có bao giờ tự hỏi sự đơn giản thật sự quan trọng ra sao hay chưa? Cứ nhìn Apple thì biết, chỉ một nút bấm đánh bại tất cả các loại điện thoại di động, chiếm phân ngạch lớn thị trường điện thoại. Nhưng nếu nhìn thấu được bản chất thì đó lại không phải là năng lực mà ai cũng có. Nó cần tới một năng lực tư duy logic mạnh mẽ và chất lượng tư duy rõ ràng. Và thực hiện quyết định chất lượng logic và tư duy lại chính là hệ thống kiến thức mà mỗi người sở hữu. Nếu không có hệ thống kiến thức phong phú, rất khó có thể được chất lượng tư duy tốt và tất nhiên cũng không thể tìm ra được bản chất của sự việc. Nguyên tắc kiếm tiền thứ 5 mà ngày hôm nay Bí quyết thành công muốn chia sẻ với các bạn chính là nguyên tắc diễn tập. Thành công cần diễn tập để tránh tổn thất, giảm thiểu tỷ lệ rủi ro và thất bại. Diễn tập ở đây ý chỉ trước khi làm một việc gì đó. Trong đại não sẽ âm thầm tính ra được quá trình và cả kết cục. Giải pháp được tạo ra bởi quá trình tính toán này được gọi là diễn tập. Cũng giống như trước mỗi buổi hòa nhạc vậy, cần phải trải qua nhiều lần diễn tập. Nếu không, khi xảy ra vấn đề, sẽ không biết cách hoặc kịp thời xử trí. Chỉ khi diễn tập thì mới biết vấn đề xảy ra ở đâu, rồi tìm cách giải quyết, tránh lúc làm thật rồi lại xuất hiện thiếu sót. Đây chính là một kiểu diễn tập. Số lần diễn tập càng nhiều, tỷ lệ thất bại sẽ càng ít. Nhiều khi, chúng ta không chỉ phải diễn tập bên trong não bộ, mà còn phải diễn tập trong phạm vi nhỏ trong thực tế. Làm vậy sẽ giúp ta tránh được những sai sót lặt vặt không đáng có, tăng tỷ lệ thành công lên mức cao nhất. Nguyên tắc suy ngẫm chính là bí quyết thành công thứ 6 mà người giàu luôn áp dụng vào quá trình kiếm tiền của mình các bạn ạ. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là thất bại nhiều lần ở cùng một chỗ. Có câu thất bại là mẹ của thành công, nhưng tôi cho rằng thất bại trước giờ chưa từng là mẹ của thành công. Sau khi thất bại, biết tự suy ngẫm và thay đổi thì mới là mẹ của thành công. Trên con đường hoàn thành mục tiêu, thất bại là điều tất yếu và nó hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ là bạn thất bại nhiều lần tại cùng một chỗ. Nó đồng nghĩa với việc bạn không có năng lực suy nghĩ. Dù bạn có sở hữu cho mình 5 nguyên tắc phía trên thì tỷ lệ thành công cũng không lớn. Nếu muốn nhanh chóng trở nên giàu có thì chắc chắn bạn cũng không thể không thực hiện theo nguyên tắc kiên trì. Bởi trên hành trình thành công, đâu thể nào có dấu chân của kẻ lười biếng được, đúng không các bạn? Con đường thành công tốt nhất chính là kiên trì làm đến cùng. Inamori Kazuo có một câu nói đó là: con đường thành công duy nhất đó là không ngừng tiếp tục. Không thành công thì đừng từ bỏ. Nhưng thứ quyết định có thể không ngừng đi tiếp hay không, không chỉ là năng lực của một người, mà còn là sự nhiệt huyết và cả tình yêu với công việc đó. Vậy nhiệt huyết sinh ra kiểu gì? Đó là khi bạn làm một việc gì đó, càng làm càng giỏi, càng làm càng tốt. Khi đó, nhiệt tình sẽ dần dần được sinh ra. Nhiệt tình về mặt bản chất thì chính là yêu thích. Bạn làm càng tốt, sẽ càng thích làm. Sự nhiệt tình càng lớn. Bí quyết kiếm tiền đỉnh cao thứ 8 mà người giàu rất ít khi bật mí chính là nguyên tắc giá trị. Chú trọng vào giá trị chứ không phải giá cả. Bản chất của giá cả là vẻ bề ngoài. Quá đắm chìm vào vẻ bề ngoài sẽ rất khó để thành công. Giá trị đại diện cho lợi ích lâu dài. Có thể là trước mắt bạn sẽ không thể nhận lại được quá nhiều lợi ích. Còn giá cả là lợi ích ngắn hạn. Bạn chỉ cần bắt tay vào làm là nó đã có thể cho bạn lợi ích. Nhưng lợi ích này lại chỉ là tạm thời. Nó không có tính lâu dài liên tục. Mặc dù vậy, nhưng vẫn có nhiều người thích những cái lợi ích ngắn hạn. Họ muốn nhanh chóng nhận được phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Họ đánh giá cao khả năng một năm mà xem thường lợi ích dài hạn trong suốt 10 năm. Phần lớn mọi người chỉ chú trọng vào giá cả, chú trọng vào vẻ ngoài. Đây là một nhân tố khiến nhiều người khó thành công. Ngay cả đối với một huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư như Buffett, ban đầu chiến lược đầu tư của ông là chú ý đến giá cả, chỉ mua cổ phiếu rẻ.
Mãi về sau khi thay đổi chiến lược đầu tư từ giá cả này sang giá trị, ông mới trở thành truyền kỳ như ngày nay. Và cuối cùng, chúng ta sống trên đời, dù có chuyện gì xảy ra hay rơi vào hoàn cảnh như thế nào, thì nguyên tắc biết ơn luôn cần được ứng dụng. Đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công của rất nhiều người. Biết ơn người đối tốt với bạn, biết ơn cả kẻ xấu xa với bạn. Không có vấp ngã thì làm sao mà trưởng thành? Đời người không thể luôn thuận buồm xuôi gió, có tốt, ắt cũng sẽ có xấu. Gặp người tốt với mình, cảm ơn là lẽ tất nhiên. Nhưng gặp người đối xử không ra gì với mình, hãy càng biết ơn họ. Bởi lẽ giai đoạn không thuận mới là cơ hội để ta thấu sự đời và trưởng thành hơn. Tiêu tiền cho chuyên môn, bỏ phí cho tri thức, đầu tư cho bản thân. Chỉ khi có được 3 nền tảng này, 9 nguyên tắc trên mới có thể giúp bạn thanh toán nên một cuộc đời hạnh phúc. Bạn có biết định luật sinh trưởng của tre không? Trước khi có thể cao được 15 mét trong 6 tuần, tre đã phải dùng 4 năm ngủ đông, nằm im trong đất, bám rễ trong đất, sinh trưởng ra vài trăm mét dưới lòng đất để cung cấp năng lượng và đảm bảo an toàn cho sự phát triển mạnh mẽ của nó trong tương lai. Tất cả những người thành công mà chúng ta nhìn thấy, trước khi thành công, họ cũng đều đã từng trải qua thời kỳ ngủ đông. Những nỗ lực của giai đoạn trước đều là để cắm rễ cho giai đoạn sau. Đợi rễ cắm chắc rồi, kiên cố rồi mới đem hết tất cả những tích lũy bộc phát ra. Mọi sự thành công đều tới từ sự nỗ lực. Nếu bạn không muốn chấp nhận số mệnh, vậy thì bạn phải liều mình với nó. Inamori Kazuo nói, đạt được mục tiêu cũng giống như leo núi vậy. Việc cải thiện năng lực là một quá trình động. Đừng bao giờ để suy nghĩ hiện tại hạn chế những suy nghĩ về tương lai. Và để học hỏi thêm những kiến thức mới, cũng như phương pháp đầu tư làm giàu, thì hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu. Do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Giàu có là xuất phát từ tâm hồn. Chúng ta muốn giàu, chúng ta vẫn phải xuất phát từ việc giúp đỡ người khác và trân trọng những gì bản thân đang có. Hãy xây dựng và cho đi những giá trị mình sở hữu, rồi thì tiền sẽ đến với bạn mà thôi. Và bạn cũng đừng quên áp dụng 9 nguyên tắc kiếm tiền đỉnh cao mà Bí quyết thành công chia sẻ trong video này nhé. Chúc các bạn thành công! Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh trong đại dịch lần này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.